Vẫn động tác đó. Đó rồi dỗn. Rồi, động tác thứ hai. Vô các, vô. Rồi qua động tác thứ ấy đi mẹ. À. Để thẳng chân ra đi. Hồi nãy một chân giờ hai chân. Wow. Mom làm được rồi. You did it. Sao lại làm được hay vậy mẹ? Con mới làm cái gì vậy? Cái chân của mình đạp xe đạp. Bye. See you again. See you tomorrow. Tata said it.